Trời ơi, ở đây mà được mỗi năm một ngày nắng đẹp là mừng lắm đó các bạn. Nhưng mà hồi tối qua mình thức hơi bị khuya à, tự nhiên gọi lục mấy cái video clip mà xưa mà thời một thời trai trẻ, gọi là thời thế tạo anh hùng à, anh hùng gì các bạn. Đó giờ thì mình đâu có anh hùng gì đâu, chẳng qua thời đó mình chỉ là một thời lục lại mấy video cái thấy mình với cậu nhỏ nhà mình hai cha con cái quán bít nhau mỗi ngày cái coi thấy cũng thấy hay rồi của mình để lên cho các bạn cho vui thôi, lễ mình để lên YouTube để giữ lại cái thư viện đó để cho sau này mình coi để có cái niềm vui khi về già các bạn. Cái là mình cũng muốn cho con mình nhiều khi nó chơi YouTube á, vô tình nó thấy được nó coi nó cũng nhớ lại một thời ba nó gọi là hy sinh gì, gọi là hy sinh gì cũng cố đời bố, gì hy sinh đời bố cũng cố đời con á. Đó, rồi nói hy sinh gì hy sinh cho con là điều gọi là quan ninh ai cũng nên làm. Thật sự phải nói hy sinh cho con vẫn là hơn là hy sinh cho những cái thứ khác à, những thứ mà gọi là theo mình biết là những gì tứ đấu trường nghe không. Rồi bên này có nhiều anh hùng tứ đấu trường lắm nha à, anh hùng nhậu có nè, anh hùng casino có nè, còn cái vụ anh hùng gì mấy kia thôi các bạn tự hiểu đi, mình đâu có muốn đụng chạm ai á. Ok, nó tóm lại là vô tình mình coi cái video rồi mình thấy mình để lên thì chỉ là mình không có ý định là PR gì cho hay là quảng bá gì về cuộc sống của mình đâu, mà nhân quay mình để làm cái thư viện để mà sau này mình coi lại thôi, với lại hy vọng là con mình coi lại, tại vì con bên này á khi nó lớn lên á nó có cuộc sống riêng lắm các bạn. Còn bây giờ thì mình thì với mẹ nó không có chung đường lâu rồi, từ khi nó đẻ đã không chung đường rồi. Nhưng mà mình vì gọi là vì con mình muốn sống để mà cho con nó cảm thấy được, nó cảm nhận được có tình cha và mẹ, nên vì đó mình cam kết cái hợp đồng để mà cùng gọi là đi cùng nhau những cái bước mà tuổi thơ của cháu thôi đó, để cho cháu nó không có cảm nhận cái sự mà rời rạc khi mà nó lớn lên. Đối với lại bên xứ này các bạn, khi mà mình không có may mắn là cái là mình ra cái baby là thời lúc mà mình rất là trẻ. Thứ nhất cái gì là lúc đó về mà mọi thứ giống như là support, là mà ủng hộ á, giống như người mà giống như bên Việt Nam, như các bạn là có bên nội bên ngoại à, ví dụ các bạn có một cái cơ sở gì đó hay là ổn định tài chính này nọ thì nó rất là thoải mái các bạn. Nhưng mà cái thời trai trẻ của mình và nó là bên này là mình không có ai đó, mình qua đây là như là không có bà con ở hàng anh em gì hết, không có nội ngoại hết, mình sinh con là như là tự ôm tự quơ luôn á, cái là một phút dạy khờ mà như là ôm lấy luôn một cuộc chơi đó, nói chân nha. Nhưng mà thì có trách nhiệm của mình, giống như nhiều người bên này nghĩ cái đẻ ra rồi thả ra cho baby sit trong những người mà trong bên ở bên này ấy, nó có nhà trẻ, nhưng mà nhà trẻ nếu các bạn đang đăng ký nhà trẻ thì là nó rất là dùng từ là nó phải có điều kiện ổn định, tức là một đầu lương của một người công nhân luôn á, nếu mà đi giữ trẻ một bé là đầu lương luôn á, tức là cần hết ghi lên một đầu lương đó, nên là bắt buộc là như là mà chưa chắc là nó giữ được tốt nữa. Rồi bắt đầu đa số người Việt Nam á thì là không đem ra nhà trẻ đó, thì lại đem ra những cái nhà mà giống như những người mà trung niên đó các bạn, nhiều trung niên hoặc là những người mà có thể đó là già già mà là 50-60 đó, thì họ bên này họ retire, họ dưỡng già rồi, họ nghỉ dưỡng rồi, cái họ không có cái điều kiện làm gì hết, cái thành ra họ nhận mấy đứa trẻ về, thu nhập cũng khá đó các bạn. Nếu mà các bạn mà mình sau này mình biết đâu mình mở đã đi đây khe nha đó, mình rất là thích giữ trẻ, thật ra kinh nghiệm mình giữ trẻ, mình trải nghiệm của mình là nuôi bầu này nọ là mình là ông vú coi là năm, không phải nói là mình tự gào chứ có thể nói là number one á, number two thì nhưng mà không ai đứng number one đâu, thật là tại thời đó là không ai học, mình không có học hành gì hết, rồi không ai chỉ gì hết, không nội không ngoại, không người lớn, không anh chị em gì hết đó, mà đa số tự nhiên không biết sao mà cái tự động mình biết ra bằng từ cái tình thương nữa các bạn, giống như là mình lo cho con mình từ trong trứng á, giống như là thật sự mình không có tiền bạc đâu các bạn, giống như là cái thời mà con mình còn trong bụng á, thật là cái cuộc sống bên này á, cái thời đó còn trẻ mà mình không học hành rồi giờ nó cũng lụm cụm lụm khẹn, nó chưa có tới nơi tới chốn á, và mình nó rất là khó khăn. Đó là cái lúc ban đầu khởi, ai bước qua bên Canada cái lúc ban đầu nó cũng đều khó khăn các bạn, chứ không phải là các bạn nhìn và nếu mà ổn định á là các bạn phải ở đây từ 10 năm trở lên thì bắt đầu mà các bạn phải 10 năm mà các bạn phải siêng năng, phải chịu khó, phải học hỏi đó, phải hoàn thiện bản thân và tiến bộ trong cuộc sống của mình mỗi ngày.
thì các bạn mới đứng được một cái chỗ đứng gọi là ổn định thôi. Chứ còn mà nếu mà các bạn có một cái đam mê nào đó mà bắt đầu đi sai đường một cái là cái dù ở đây mấy chục năm nó cũng là con số không à. Thì đó tóm lại là hồi mình nhìn lại cái tuổi trẻ của mình á, họ nói mà sao mình cũng hay thiệt, mà ông bố rồi mười mấy tuổi mình đã là bắt đầu là ầu ơi với dầu rồi các bạn. Và mình biết lo trong, từ trong mà nó trong bụng thôi. Ví dụ như là hồi mà nó trưởng thành ở trong bụng là 5-6 tháng, 7 tháng là mình cũng là bắt đầu là tự học hỏi, tự đi chợ, tự đi mua những cái đồ bổ, giống là nó có những cái gói đồ bổ mà táo tàu rồi những cái vị thuốc bắc mà gọi là bổ dưỡng cho thai nhi khí huyết của phụ nữ á. Đó, là bắt đầu 5-6 tháng là các bạn được cho uống cái đó được rồi. Giờ rồi để cho nó phát triển, nó được khỏe khoắn là khi mình được cái này khi sanh ra không. Đó là bắt đầu là các bạn phải là lo từng ngày một luôn, tức là để mà cho một cái bi khỏe là các bạn phải, mình không phải là chuyên gia các bạn, mình chỉ là nói thôi trong cái kinh nghiệm của mình trải ra trải qua thì mình coi lại mình thấy không, là mình ví dụ mà có những bạn nào mà đang nằm trong tình trạng giống là không yêu đương rồi lập gia đình sớm rồi mà trong cái kinh trạng như vậy ở bên này, nhất là bây giờ là những bạn du học sinh rất ok, bạn du học sinh rất là nhiều qua đây thì yêu đương mà mình đâu biết được. Ví dụ như khi các bạn yêu đương được, các bạn vui quá đó thì các bạn lại không có một cái hướng đi khác đó. Thì ví dụ lỡ ai mà có thể làm bố làm mẹ mà một cái hơi sớm mà chưa có kinh nghiệm giống như mình thời xưa đó, giống mình hồi thời xưa nếu mình thì mình cứ mà muốn hỏi mình bất cứ gì thì cứ thoải mái comment ở dưới rồi mình sẽ làm về cái đề tài đó, rồi mình sẽ hết lòng cùng đi với các bạn đó. Đó là mình chỉ là muốn gửi cái thông điệp cho các bạn là các bạn không phải là một mình đâu đó. Hồi xưa thì mình một mình thiệt, nhưng mà bây giờ mình sẽ là có thể là nếu mà có thể giúp cho các bạn một tinh thần gì đó, hay là một cái gì mà các bạn muốn thắc mắc về chuyện mà nuôi dưỡng bé, hoặc là làm sao để cho bé mà trưởng thành gọi là ngoan, đêm ngủ ngoan, ngon giấc, không có khóc đêm, ban ngày dạy chơi, thì các bạn cứ comment với bất cứ gì. Thì mình theo kinh nghiệm của mình là muốn mà em bé mà giỏi á thì đa số là các bạn phải làm giống như làm việc luôn ở nhà. Thật sự là nuôi con á, ở nhà á, là như là một công việc như là 24 giờ trên một ngày, 7 ngày một tuần đó các bạn. Thầy baby ngủ không cái giờ giấc như mình, nó không ngủ là 7-8 tiếng ngày đâu, 7-8 tiếng mà vui một đêm đâu, nhiều khi ngủ 2 tiếng dậy, 3 tiếng dậy đó. Rồi mình phải thức theo nó đó, mình phải thức theo nó. Mà cái là nếu mà mình mà muốn nó khỏe là mình bắt hàng phải không, cứ như vừa sanh ra đi là baby mà bú bao nhiêu sữa đó, thay tải giờ nào đó, làm những cái việc thì các bạn phải ghi xuống, chịu khó ghi xuống để mà các bạn theo dõi biết rồi. Chính định ví dụ ngay qua ngày mai mà ví dụ baby mà tại sao bú ít, hay là tại sao nó khóc, tại sao đó. Nhưng thì nếu ví dụ các bạn đa số nó khóc về hai cái, một cái đói bụng, nhiều cái là ngứa tả thôi, tả chưa kịp thay kịp, tại bên này không có Việt Nam mà thả rong như là mà quấn mấy cái khăn như kiểu Việt Nam. Ở dưới Việt Nam bây giờ cũng dùng tả em bé đó, nhưng mà nhiều khi nó một tả gì nó tè trong nó, mình mà không thấy kịp thời thì nó sẽ khóc. Ví dụ mình thấy trước khi nó biết nó vừa canh bao nhiêu thời gian là nó tè, để ý cái mà để ý, ví dụ nó bú sữa vô đó trong bao nhiêu phút sau nó tè, để mà để ý nó sẽ tè đó, để mà thay cái tả ngay nó vừa tè xong mới họ thay tả này, để ý kiểm tra tả đó rồi bú đi. Ví dụ bú bao nhiêu sữa, ví dụ bây giờ cái buổi đầu tiên buổi ăn của bé là nó bú như là một bình nửa bình nhỏ đó, rồi bây giờ thì các bạn nâng lên nửa bình lên thêm mà chút xíu thành một bình thành hai bình đại khái. Rồi trong một ngày các bạn phải kiểm kê lại là một ngày uống bao nhiêu bình. Thì ví dụ mà bé mà bú đầy đủ cái mà dinh dưỡng á thì là bé không có mệt, thì cứ đêm ngủ bé sẽ no bụng đó, thì là bé sẽ ngủ ngon nhất đó. Thì đại khái là mình không có biết là nói và tại khía cạnh nó rất là nhiều khía cạnh đó, thì mình chỉ là nhớ tới đâu thì mình chỉ nói đó. Nhưng mà cái điểm chính là các bạn không cứ theo dõi kênh mình, mà cái việc có muốn biết cái điều gì cái gì á thì các bạn cứ comment ở dưới, rồi mình sẽ trực tiếp kiếm những cái thông tin mà xác thực hơn thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn đó. Lại những cái điều này nhiều khi là hồi đó mình không có biết, mình không có, có thể là thời mình YouTube chưa có thịnh hành là sao, cũng không có ai, mình cũng không có để ý nữa đó. Nhưng mà từ khi trong mấy năm liền thì YouTube thịnh hành thì mình thấy cũng có nhiều thông tin học rất là nhiều trên YouTube, thì cũng mong là mình có thể cũng là một cái điểm tựa nào đó cho những bạn trẻ mà muốn nuôi một em bé mà được khỏe,
được lớn lên mà khỏe mạnh đó, thì bé bây giờ bé của mình là 7 tuổi rồi đó, có hơi tròn, anh hơi tròn, tại vì tất cả anh về bây giờ trong cuộc sống rồi, mình với mẹ bé không có chung đường, không có chung với nhau đó, thì khi bé lớn thì mình xác định là như là nó rõ ràng, thành ra ăn uống từ khi mà mình không có quản lý được cái sự ăn uống của bé thì qua mẹ bé thì bé ăn tà lừa vui, thì bây giờ hơi tròn nhưng mà mình còn không có ngại điều đó, tại vì sau này chỉ cần mình có lòng với con mình thôi, thì mình sẽ từ từ mình sẽ, tại mình cũng có bản thân mình cũng rất là sợ béo, thì cho nên thành ra mình cũng làm đủ mọi cách hết mà, đủ mọi cách để mà làm sao giữ được một cái thân hình gọi là đừng phát triển bệnh ngang nhiều quá, đúng không? Bệnh cao để nó kết thúc rồi đó, mà cao không cao được đâu đó, mà bệnh ngang cũng đừng phát triển được hơn nhiều đó, thì mình nghiên cứu giống như là về dinh dưỡng, nutrition, về cách ăn uống làm sao đó. Sau này có thể mình sẽ làm những cái clip mà về mà làm sao mà một giống như mình thấy những bạn nail á, bạn nail mà trong làm nghề làm việc nail á, là ai cũng đang phiền là tại sao tới cái tuổi, hay là tại sao làm nail nhiều rồi thời gian sẽ bị béo phì lên, sẽ bị mập, đa số là vùng bụng cái này cái kia đó. Thì sau này ví dụ mình có cơ hội mình sẽ làm một cái video để mà làm sao mà có thể, không phải dám nói là không có dám nói là hướng dẫn gì ai, nhưng mà nếu các bạn cứ coi theo video mình theo dõi rồi, nếu thấy hay thì các bạn cứ thử try. It's not hard to try, right? Mình cũng từng try rất là nhiều thứ trên YouTube của những bạn mà nutrition personal trainer này nọ của mọi nơi. Cái tay bà cầm vậy đó, cái tay bà kẹt cái ống kính này, cái tay bà che rồi, đeo tay bà che đó, mà mọi nơi, cho thành ra mình cũng học rồi, mình try cái nào work thì mình tiếp tục, còn cái nào nó không work, tại vì mỗi body type nó khác nhau các bạn đó, mỗi nhiều khi cái plan này của người này giống với cái chương trình của người này nó không có fit với chương trình người kia đâu, cho nên các bạn phải thử để tìm ra cái chương trình nào phù hợp với mình đó. Ok thôi, tạm mình nói như đây thôi, rồi có gì á khi nào mình sẽ có thời gian mình sẽ nói thêm nữa, để mình gắn cái cây nói cho mình tập họ ngồi tay bạn cameraman của mình giữ tay ở bên đó mỏi rồi đó. Ok, cảm ơn các bạn nhiều ha, nhớ theo dõi kênh và nhớ like and subscribe cho mình nha. Bye bye, chúc mọi người ngày vui vẻ, peace. Hello các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Rồi mình đã tạm thời cũng đã đến nơi chỗ làm của mình rồi. Bây giờ mình cũng xin kết thúc đoạn video này. Nói chung là đó là cái những cái kỷ niệm về những cái đoạn đường mình đã đi qua. Mình cũng mong các bạn lúc nào có một người bạn đã đồng hành cùng các bạn. Bản thân mình nếu hồi xưa mình cũng rất là ao ước có được một người bạn đã đồng hành, nhưng mà mình không có cái cơ hội đó, thì bây giờ mình muốn không muốn các bạn phải tự mình phải đơn độc như vậy. Đó, thì các bạn cứ có gì cứ hãy nhắn lại cho mình bằng cách để là comment, rồi mình sẽ cố gắng cùng các bạn đi trên những đoạn đường sắp tới. Và hôm nay cũng là ngày mừng thiếu nhi di động quốc tế, mình chúc các bé gọi là gì, khôn ngoan, thông minh, gọi là ăn gì, ăn ngoan ngủ giỏi để mà nhanh lớn khôn, để mà làm cho ba mẹ mình hài lòng nha. Riêng bản thân mình thì mình cũng mãi mãi cũng là chỉ là các bé của các bạn thôi, còn mình là bé gì, bé bự đó, bé bự của các em nhé. Tào lao tới giờ tào lao sàn rồi, chém gió rồi tào lao nữa. Ok, nếu các bạn thấy kênh hay thì nhớ xin like and subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều, and chúc bạn ngày vui vẻ. Nha, các bạn thấy gì đây không? Đây là chỗ mà làm việc, ở đây là chỗ mà các chú chắc bác các thím gì sẽ dẫn thiếu nhi ra đây chơi nè các bạn. Cái chỗ đây là chỗ mà community hội họp á, các bạn tuần nào họ ra đây hội họp, cho nên nếu mà có những cái event gì đặc biệt thì mình sẽ cố gắng vlog lại cho các bạn xem, để biết thêm về cuộc sống bên nước ngoài này nó cũng nhộn nhịp như thế nào. Nhưng mà riêng mình vẫn thích Việt Nam hơn các bạn ơi. Ok, chúc mọi người ngày vui vẻ, chào mọi người, bye bye.